Thưa quý vị, giáo dục STEM chuyển sang STEAM đã bắt đầu trong vài năm qua và tiến lên như một phương thức tiếp cận giáo dục mới nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thế kỷ 21. STEAM tận dụng lợi thế của STEM nhưng thông qua nghệ thuật để đưa STEM lên một tầm cao mới, giúp ngay cả lứa tuổi mầm non cũng có thể tiếp cận và phát triển toàn diện. Trong chuyên mục thông tin đối ngoại ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập về cách học STEAM và những lợi ích mà phương pháp giáo dục này đem lại. Liệu Cao Bằng có phù hợp để áp dụng phương pháp này cho đối tượng là trẻ mầm non hay không? Và cần làm gì để duy trì, phát triển, nhân rộng phương pháp này trong thời gian tới? Và để giải đáp được những thắc mắc đó, thì trường mầm non 1 tháng 6 đã tổ chức hội thảo về phương pháp giáo dục STEAM trong trường mầm non để trao đổi kinh nghiệm áp dụng phương pháp này trong thời gian vừa qua đến nhiều trường bạn trong tỉnh, dưới sự tư vấn chuyên môn của các giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Trong giáo dục phương pháp STEM hẳn đã có không ít người biết tới. STEM là những chữ cái viết tắt trong các từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học của tiếng Anh. Mô hình giáo dục STEM là quá trình tích hợp kiến thức giữa các môn khoa học, qua đó xây dựng cho học sinh các kỹ năng được kết hợp hài hòa từ kiến thức của các bộ môn nói trên để sử dụng khi làm việc trong thế giới công nghệ ngày nay. Học sinh ở các cấp tiểu học và trung học phổ thông trong các chương trình STEM có thể có nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm, nhưng chúng chỉ giới hạn ở khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tuy nhiên, đối với trẻ mầm non, mọi thứ phải bắt đầu bằng việc là bắt mắt, gây hứng thú với trẻ. Vì thế, yếu tố nghệ thuật cần thiết để bổ sung và đưa vào mô hình giáo dục mới này. STEM vì thế đã dần chuyển thành STEAM, có nghĩa là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Và STEAM đã được lựa chọn để áp dụng cho học sinh ở lứa tuổi mầm non. Tại Cao Bằng, trường mầm non 1 tháng 6 là trường lựa chọn phương pháp giáo dục này thí điểm. Trong vòng 1 năm thực hiện, nhà trường đã thấy được những ưu điểm của phương pháp giáo dục này. Sau khi nghiên cứu rất là nhiều các cái phương pháp giáo dục mới, thì nhà trường chúng tôi quyết định là lựa chọn phương pháp giáo dục STEAM để thực hiện tại đơn vị. Bởi vì là STEAM thì mang lại rất là nhiều những cái giá trị, nhiều niềm vui cho các cháu mầm non. Thông qua cái hoạt động giáo dục STEAM thì thay vì các cháu được tiếp nhận kiến thức thông tin một chiều do giáo viên truyền tải theo cái phương pháp giáo dục truyền thống, thì STEAM đã giúp cho các cháu biết tự tìm kiếm thông tin, rồi biết làm việc theo đội nhóm để nghiên cứu, tìm tòi và khám phá những cái để giải quyết những cái vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Và thông qua cái hoạt động, các hoạt động này thì rèn luyện cho các cháu các cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, làm việc theo đội nhóm và đặc biệt là phát huy cái tính sáng tạo và cái tư duy phản biện đối với mỗi một đứa trẻ. Và đây là những cái yêu cầu hết sức là cần thiết đối với lại những cái người công dân của thế kỷ 21. Ngoài là phương pháp dạy tích hợp 5 môn như kể trên, nhằm giúp học sinh hiểu được sự liên quan giữa các khối kiến thức và có thể vận dụng tốt vào thực tế, thì phương pháp STEAM chú trọng các hoạt động sáng tạo như thí nghiệm, thực hành thường xuyên diễn ra trong lớp dưới sự hỗ trợ của giáo viên, giúp các em hiểu bài hơn, nhớ lâu và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Trẻ con luôn hiếu động và tò mò, cũng bởi vậy nên chúng được gọi là những nhà khoa học nhí. Độ tuổi tốt nhất là khi trẻ bắt đầu vào mầm non, và giáo án STEAM cho trẻ mầm non phải được xây dựng một cách chuẩn chỉ. Một điều đặc biệt nữa, trẻ em chỉ quan tâm đến những điều khiến trẻ thấy hào hứng, và giáo viên cần phải chú ý việc đem lại sự tò mò và lôi kéo sự chú ý từ trẻ. Hôm nay các em nhỏ được làm quen với đất sét và công việc làm gốm với những chiếc bàn xoay chuyên nghiệp, một trải nghiệm mà thậm chí nhiều người lớn cũng chưa từng được biết đến. Đối với STEAM, mỗi trải nghiệm chỉ cần đạt được 2 yếu tố trở lên đã được coi là thành công. Cái ứng dụng chương trình giáo dục STEAM này trong mầm non ý, thì cái chính là các con sẽ được trải nghiệm, được thực hành rất là nhiều. Khác ở cái truyền thống, tức là các con học một bài ý, một đề tài các con sẽ làm ở trong một dự án, gọi là dự án các con sẽ làm trong một tuần. Và có thể cái dự án nào mà rộng, ví dụ như là gốm này thì các con có thể làm thêm dự án, thêm mở rộng thêm là 2 tuần hoặc 3 tuần. Không phải là cứ cái nào cũng là giải quyết được hết cái 5 chữ đấy. Có đề tài, có dự án nó sẽ không cần tới khoa học. Thế còn ví dụ toán thì các con phải biết ước lượng, chia đất, chia khối ra đấy.
để ước lượng xem là phần ví dụ như cần làm cái bát thì lấy bao nhiêu đất, đấy cần làm cái lọ hoa thì lấy bao nhiêu đất, đấy. Thế còn ví dụ như là trong yếu tố nghệ thuật là thì là các con có thể là trang trí làm sản phẩm cho các con có thể là phơi, bởi vì dự án của con là 1 tuần 2 tuần mà các con phải phơi khô, nên trong đó các con trang trí để tạo thành hình thù cho các cái bát cái đĩa nó đẹp đấy. Còn công nghệ thì cái ví dụ xoay này nó là công nghệ này các con được biết đó là bàn xoay không, mình không phải nặn nữa mà mình dùng xoay. Thế còn cái kỹ thuật là các con phải biết chỉnh tay chính để cho cái đồ vật sản phẩm của nó đều tay. Đối với những trẻ từ cấp tiểu học trở lên đã quen với việc học kiến thức thì STEAM đóng vai trò là phương pháp học tích hợp liên môn, rút ngắn thời gian học lý thuyết lại, tăng cơ hội thực hành trải nghiệm để trẻ hiểu rõ bản chất của những nguyên lý và định lý. Còn đối với các bé mầm non chưa tiếp xúc với kiến thức thì sao? STEAM càng đóng vai trò quan trọng hơn. STEAM dạy bé mầm non nhận biết về bản chất của những hiện tượng, sự vật, sự việc xung quanh cuộc sống hàng ngày dựa vào mức độ nhận thức của bé. Đó là lý do vì sao nói là việc xây dựng giáo án mầm non trong STEAM cực kỳ quan trọng. Vậy làm thế nào để đưa được những kiến thức khoa học, toán học, kỹ thuật, nghệ thuật vào trẻ mầm non một cách sáng tạo và hấp dẫn? Trong ngày hội STEAM, thật bất ngờ với nhiều dự án khoa học như dự án làm máy hút bụi, dự án làm máy lọc nước, các sản phẩm quạt chạy bằng pin được học sinh mầm non tự tay thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trong ngày hội STEAM hôm nay thì lớp 4 tuổi D có chế tạo bình lọc nước. Hiện nay là miền Trung đang lũ lụt và có các bạn nhỏ thiếu nước sạch để sinh hoạt. Vậy là hôm nay lớp 4 tuổi D đã làm cùng các bạn nhỏ làm bình lọc nước để có những nguồn nước sạch. Để làm được cái bình lọc nước này thì các cô đã chuẩn bị các nguyên vật liệu như là vỏ chai và bông, cát, sỏi và thực hiện theo 4 bước của quy trình. Và khi mà thực hiện thì các bạn nhỏ đã nhìn vào quy trình thì các bạn nhỏ đã biết là cho cái gì trước, cái gì sau và cho lớp từng lớp một. Như vậy là các bạn đã thực hiện được bình lọc nước và những giọt nước sạch đã rò xuống là thí nghiệm của các bạn đã thành công. Qua cái thí nghiệm này các bạn nhỏ học được cái kỹ năng. Thứ nhất là các bạn phải khéo léo. Thứ hai là các bạn phải biết sắp xếp cái gì trước, cái gì cho sau. Và khi mà sắp xếp xong như vậy, cho vào như vậy xong thì các bạn phải biết chọn đổ nước và cũng phải đổ thật là khéo léo thì không đổ nước làm đổ bình nước. Theo giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, khi học STEAM, giáo viên, học sinh đều phải có sự hào hứng, sự yêu thích trong đó. Đó phải là hành trình trải nghiệm của học sinh chứ không phải đích đến. Giáo viên phải quan tâm đến điều này để mỗi bài học là cơ hội cho học sinh được học hỏi. Và để có được thành công trong STEAM, điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy của giáo viên và nhà quản lý, đặc biệt là sự mày mò, tìm tòi không ngừng của giáo viên. Đó cũng là sự khó khăn lớn nhất khi giáo viên trường mầm non mùng 1 tháng 6 tiếp cận phương pháp giáo dục này trong một năm vừa qua. Khi bắt đầu mà áp dụng cái phương pháp giáo dục STEAM thì nhà trường chúng tôi cũng gặp không ít những cái khó khăn. Cụ thể ví dụ như là cần phải thay đổi cái tư duy của cái đội ngũ giáo viên, thay đổi cái tư duy của đội ngũ giáo viên giữa cái phương pháp dạy học truyền thống với cái phương pháp đấy, giáo dục STEAM. Bởi vì là đối với giáo dục STEAM thì giáo viên cần phải xây dựng kế hoạch, thế rồi là xây dựng các cái dự án nó sát với thực tiễn cuộc sống. Và sau đó thì đặt vấn đề ra để cho trẻ tự tìm tòi, tự khám phá, tự trải nghiệm để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống. Cái đấy cái làm cái khó. Và bên cạnh đó thì về cơ sở vật chất thì nhà trường chúng tôi cũng phải thay đổi cái môi trường học tập theo hướng STEAM. Chúng tôi đã để giải quyết những cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho cán bộ quản lý rồi là giáo viên cốt cán tham gia các cái lớp bồi dưỡng về giáo dục STEAM. Thế và chúng tôi cũng tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi tham quan một số các trường mầm non có thực hiện ứng dụng với phương pháp giáo dục STEAM tại Hà Nội. Thế và chúng tôi cũng đã có sự kết nối với các giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội và thông qua các cái hoạt động bồi dưỡng, tham quan học tập, đặc biệt là những cái chia sẻ về kinh nghiệm áp dụng cái phương pháp giáo dục STEAM thì sau một năm thực hiện cái phương pháp giáo dục STEAM tại đơn vị, mặc dù là bị dịch bệnh COVID kéo dài
Nhưng tuy nhiên thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả nhất định. Chính vì lý do như vậy mà năm học 2020-2021 thì nhà trường chúng tôi tiếp tục áp dụng các cái phương pháp giáo dục STEAM. Thế cho nên muốn làm được thì bắt buộc tôi phải thay đổi được cái nhận thức của cán bộ quản lý của giáo viên mầm non. Rồi và thay đổi bằng cách nào? Chỉ bằng cách là thông qua những cái buổi hội thảo, thông qua tập huấn như thế này thôi ạ, thì sẽ thay đổi được. Và khi chúng ta đã tham dự rồi, chúng ta thấy là như vậy là STEM nó không quá khó, nó không quá phức tạp giống như chúng ta nghĩ. Và nếu như chúng ta đi bằng cái con đường là tự nghiên cứu, tự mày mò, thì chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thử và sai. Và đây chúng tôi cũng chia sẻ là cái nhóm chuyên gia chúng tôi thì cũng đã được học tập với chuyên gia của người Mỹ, là nơi xuất phát điểm của giáo dục STEM đấy ạ. Vâng ạ, chúng tôi được học trong khoảng thời gian là nửa tháng. Thế nhưng khi về thì nói thật là nhóm chúng tôi vẫn rất là hoang mang. Bởi vì các bạn tham gia những cái tập huấn với chuyên gia nước ngoài, chúng ta biết rồi, họ chỉ tung vấn đề ra thôi. Họ chỉ cho chúng ta tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thôi, chứ không bao giờ có chuyện là sẽ chốt lại những vấn đề lý luận, sẽ không hệ thống lại cho chúng ta. Thế thì về nhóm chúng tôi rất là hoang mang và chúng tôi cũng lại tiếp tục tìm kiếm các cái tài liệu, nghiên cứu, rồi thì cứ hàng tuần là quy định là ngày thứ tư là ngày sinh hoạt chuyên môn của nhóm STEM. Ai tìm kiếm được cái gì, đọc được cái gì thì lại bắt đầu đưa ra trong nhóm để mà phân tích, để mà mổ xẻ. Thì chúng tôi cũng phải mất một năm nghiên cứu mày mò thì cuối cùng mới ra được cái chương trình để mà đi đào tạo, tập huấn. Và đến nay thì chúng tôi cũng đã đào tạo được dưới Hà Nội đến cái khóa thứ 10 rồi ạ. Và vậy STEAM có phù hợp với các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hay không? Bản thân tôi xuống đây tham dự cái hội thảo này thì qua quan sát về cái cơ sở vật chất từ bên trong đến ngoài và qua cái tiết dự giờ ấy, thì theo cá nhân tôi nghĩ là ở cái trường học ở trong huyện có thể sử dụng được phương pháp này trong cái quá trình khi mà thực hiện cái hoạt động STEM này vào trong cái trường học. Về cái ưu điểm thì là nói chung là trong tất cả các hoạt động này mình có thể vận động là huy động phụ huynh đóng góp người một số, bởi vì những cái sản phẩm này là tất cả đều từ những nguyên vật liệu thiên nhiên và những đồ phế thải, thì cái này mình có thể vận động phụ huynh đóng góp được. Còn cái nhược điểm thì có một số cái hoạt động là đối với các trường học trong huyện là khó thực hiện, bởi vì nó liên quan đến kinh phí đầu tư. Hội thảo hôm nay cũng đánh giá rất là có chất lượng, hiệu quả và cũng đã mời được những chuyên gia từ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội lên để tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho tất cả các quý vị đại biểu tham dự hội nghị. Thì đối với nội dung ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong trường giáo dục mầm non thì trong thời gian tới thì phòng giáo dục đào tạo thành phố sẽ triển khai nhân rộng tất cả các trường học trên địa bàn để làm sao mà cho tất cả các học sinh mầm non có được những cái hoạt động sáng tạo trải nghiệm, rồi có những cái phương pháp mà các cô có những cái phương pháp làm sao để cho các con có những cái kết nối với những cái mô hình tiên tiến, rồi có những làm quen với những chương trình tiếng Anh. Rồi thứ hai tiếp nữa là trong thời gian tới thì để mà có những cái nội dung phương pháp ứng dụng STEM này có hiệu quả hơn nữa thì phòng giáo dục đào tạo thành phố sẽ mời chuyên gia trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo viên cốt cán trên toàn thành phố trong thời gian tới, để làm sao mà những năm học tiếp theo thì cái việc ứng dụng mô hình hội thảo ngày hôm nay sẽ được nhân rộng và có hiệu quả, nâng cao cái chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Cách tiếp cận dạy học theo phương pháp STEAM chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng những lợi ích mà STEAM mang lại cho trẻ nhỏ và trường học thì rất lớn. Nhưng dù với phương pháp hiện đại nào đi chăng nữa, thì trường học sẽ không chỉ là nơi để giảng dạy lý thuyết, mà ở đó là nơi những đứa trẻ được trải nghiệm những kiến thức thực tiễn, vừa lớn khôn, trưởng thành, chơi thông minh và học vui vẻ. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thông tin đối ngoại tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.